Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào mọi người ạ. À. Dạ, trước khi mà mình vô chủ đề chính thì mình cho một tràng pháo tay đi ạ. À, ngày hôm nay thì đại gia đình thôn nữ miền Tây thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn với tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là anh Mạnh Thường Quân giấu tên ở Austin, Texas. Dạ. À, chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của anh nhiều lắm nha, đã yêu quý đại gia đình thôn nữ miền Tây tặng cho những cái phần quà rất là ý nghĩa luôn. Ở đây là mấy chị em đã đi mua hồi lúc sáng rồi, đã có đầy đủ hết rồi, thì như theo lời anh thì sẽ tặng đến cho các cô thợ đã nấu ăn để mà giúp cho mấy chị em trong việc thiện nguyện phát thức ăn cho bà con, rồi các em nhỏ và mấy chị em tụi em. Và thì ở đây là đã có quà sẵn hết rồi, xin mời tất cả mọi người chiêm ngưỡng quà của mình nha. Quá trời luôn. Dạ, thì cũng nói gửi cho các cô chú, anh chị và các bạn được biết. Dạ, thì thứ nhất đó là về giá, đó là thứ nhất là Mạnh Thường Quân, đó là anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Thứ nhất là một bao gạo nha. Gạo này là loại gạo đầy thơm rất là ngon luôn. Có giá là 150.000 đồng. Ngoài ra thì mọi người sẽ nhận được thêm một thùng mì ba miền nữa. Mì này thì có giá là 85.000 đồng một thùng. Thêm đó là sẽ có một ký đường là 22.000 đồng, một chai nước mắm là 20.000 đồng, một chai nước tương là 8.000, rồi hạt nêm, đây là loại hạt nêm chiên su rất là ngon luôn, có giá là 40.000 đồng, thêm đó nữa là một chai dầu ăn 35.000, tổng giá trị là 360.000 đồng. Thì ở đây tổng cộng là sẽ có là 22 phần quà gửi tặng đến cho đại gia đình thôn nữ miền Tây, thì tổng hết số là 7.920.000 đồng, thêm phí vận chuyển 200.000 nữa, thì tổng hết luôn là 8.120.000 đồng gửi đến cho tất cả mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn anh nhiều lắm, anh giấu tên. Dạ, rồi bây giờ thì con xin mời mọi người nhận quà. Dạ, thứ nhất cái là, dạ thứ nhất cái là bây giờ con nói bà Hai trước đi ha, tại vì bà Hai với lại bà Út nè, thì thứ nhất là anh giấu tên gửi tặng đến cho bà Hai, bà Hai cảm nghĩ như thế nào, bà Hai nói với anh trước đi nha. Thì cũng có món quà này cũng rất là vui, vì cũng cảm ơn chú giấu tên rất là nhiều luôn. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Cảm ơn bà Hai. Tiếp theo là bà Út. Bà Út nói vài lời với lại anh nha bà Út. Món quà này chắc là thương cho tôi rất là vui. Thì thôi giờ tôi cũng cảm ơn chú và giấu tên. Chúc chú nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc. Dạ. Rồi tiếp theo là Bông Hậu nè. Bông Hậu thấy thế nào khi mà được anh giấu tên yêu thương tặng quá trời quà luôn? Trước hết là Hậu cảm ơn anh giấu tên nha. Rồi kế theo đó Hậu không nói dài đi. Hậu cảm ơn anh nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống bên vợ con của mình. Dạ. Rồi tiếp theo là chị Ba nè. Chị Ba cũng có vài lời gửi đến anh giấu tên nha chị Ba. Anh giấu tên cũng tặng cho hàng quà này rất là quý luôn. Anh cũng xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, hay ông chính thì thường là chở mấy chị em đi vận chuyển rất là nhiều đồ, rất là nhiều quà luôn, trong lúc mà đò đang không đưa được thì anh giấu tên cũng gửi một phần quà đến cho ông chính. Công của ông chính rất là nhiều luôn. Con mời ông chính nói vài lời với lại anh giấu tên nha. Giấu tên tôi cho phần quà tôi cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo là nhóm bé nhỏ thì có Thảo Vi nè. Thảo Vi nói vài lời với lại em kêu bằng chú đi Thảo Vi. Rồi, Kim Cương. Dạ, con cảm ơn chú đã cho con phần quà này trong mùa dịch. Con cảm ơn chú. Rồi, tiếp theo xin. Dạ, con cảm ơn chú. Con chúc chú phần sức khỏe. Con luôn may mắn và thành công trong dịch sống. Rồi. Sau bé nhỏ là tiếp theo là Quỳnh, cũng phụ nấu ăn rất là nhiều luôn. Quỳnh gửi vài lời đến anh giấu tên nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn đã gửi đến món quà này để chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, rồi bác Hai. Cũng rất là cảm ơn được phần quà anh gì cũng rất là quý. Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn các anh giấu tên. Dạ. Chúc anh được nhiều sức khỏe nha, được nhiều may mắn nha. Dạ, tiếp theo là chị Kiều, cũng là trong hội nấu ăn luôn. Em mời chị cũng Kiều. Cảm ơn anh giấu tên rất nhiều, tặng cho em một món quà này, chúc anh rất nhiều sức khỏe. Dạ, rồi thứ năm. Cảm ơn anh giấu tên nha, tặng món quà cảm ơn rất nhiều. Dạ,
mà nói cảm ơn đi. Cảm ơn chú. Dạ, ngoài ra thì còn có thêm đó nữa là hai phần quà của hai bé vắng mặt trong tám bé, đó là bé Ti với lại bé Tươi. Vì lý do là các em đang học online nên là phần của Ti thì mẹ nhận nha, còn phần của Tươi thì giao cho Kim Cương nha. Rồi, giao cho em đó, đem về cho Tươi, nói là anh giấu tên gửi tặng. Ngoài ra thêm đó là anh cũng gửi tặng đến cho mấy chị em tụi em. Ở đây là chị Ba nè, chị An nè, rồi em, Ngân. Cộng đó là Caramel cũng có quà luôn. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Em nghĩ là hôm nay là anh sẽ không ngủ được vì nghe rất là nhiều lời cảm ơn luôn, đến 22 lời cảm ơn lận. Thì tụi em lại chân thành cảm ơn anh thêm một lần nữa nha. Cảm ơn tấm lòng của anh rất là nhiều đã gửi đến cho mấy chị em tụi em cùng các cô những cái món quà rất là ý nghĩa và thiết thực trong mùa dịch. Em xin chúc cho anh luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành công anh nha. Tụi em chào anh, chào các bạn nha. Cảm ơn anh.